Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Đầu tiên hôm nay là ông Mai bà Mối chúc mừng năm mới hai bạn trẻ nha. Thôi, chúng ta giới thiệu về mình đi. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Trần Kim Thoa. Em 28 tuổi, đang làm điều dưỡng ở Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Em đến từ Củ Chi. Mời bạn nam. Lời đầu tiên nhân dịp đầu năm mới, xin phép em được gửi đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường, toàn thể quý vị lời chúc năm mới tràn đầy sức khỏe. Đặc biệt nhất là cho em gửi lời chúc đến những người lính đang chắc tay súng canh giữ biên cương, là các anh hãy an tâm công tác và phục vụ hết mình cho Tổ quốc. Tại sao bạn lại chúc câu đó? Hình như là bạn cũng đã từng là người lính hay sao? Vâng. Thì, xin chào quý vị, em tên là Chu Trường Trinh, năm nay là 32 tuổi. Thì về quê thì có rất là nhiều quê. Bố là người Hà Nam, mẹ là người An Giang, sinh ra và lớn lên ở An Giang. Còn hiện tại là đang công tác tại Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em hiện nay đang là sĩ quan, công tác trong môi trường quân đội với cương vị là giảng viên. Sau khi mà nghe bạn nam giới thiệu thì bạn nữ có cảm giác, cảm nhận về bạn nam bên đó như thế nào? Thầy chắc là hơi khó tính. Giảng viên nghĩ chắc là nghiêm nó mới dạy được học sinh chứ chị. Đồ không có đâu, bây giờ nhiều khi thầy cô giáo cũng rất là vui vẻ, dí dỏm, hài hước, như vậy dạy học sinh mới dễ tiếp thu. Giờ em hãy giới thiệu về bản thân mình. Ưu điểm của em là biết nấu ăn, thích làm bánh. Nhược điểm của em là dở về nghệ thuật, không có thùy mị. Em nói to lắm mà nó nhanh lắm. Nam nhìn ở ngoài thì thùy mị nhưng mà bên trong quen tiếp xúc nhiều thì nhìn như trai vậy đó. Bên đây ở nhìn ngoài rất là cứng rắn, rất là khó. Nhiều khi bạn kia cảm nhận khó lắm nhưng mà bên trong thùy mị lắm. Mình giới thiệu chút xíu về mình đi bạn. Ưu khuyết điểm như thế nào? Cái điểm mạnh đầu tiên của em thì là em có thể làm được tất cả mọi công việc mà phụ nữ làm được, trừ hai việc, đó là một đó là sinh con và hai là cho con bú một sữa mẹ. Tìm bú bình được đúng không? Cho bú bình làm được. Còn điểm mạnh thứ hai thì em là người rất là tự chủ trong công việc. Em hơi giả gái một tí. Hả? Giả gái là sao bạn? Cái này mình thích nè. Em hay quan điểm là sau này mà lấy vợ với nhau ấy, thì thôi tiền anh thì em cứ giữ thôi, còn những cái tiền ngoài lương thì em đừng hỏi. Hôm nay mình đến với chương trình, em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Ai biết quan tâm chia sẻ với em, chứ đầu tiên kinh tế độc lập, biết tự lo cho bản thân, làm công an hoặc là trong ngành quân đội thì càng tốt. Và sao em thích vậy hả? Cậu em cũng là công an cho nên là em hiểu. Bộ đội khỏe ổn rồi đó. Vóc dáng thì không mập không ốm, nói chung là cao 1m65 là trở lên thì ok rồi. Còn 1m63 được không em? Dạ được luôn anh, nếu mà hợp thì sao cũng được. Người Bắc thì rất là chịu khó, em rất là thích. Bên đây muốn tìm người yêu thế nào? Chiều cao khoảng 1m56 đến 1m60 thôi. Về cân nặng thì là cũng vừa phải thôi. Tóc nó dài, hơi dài dài một tí, xõa vai thì nó nhìn đẹp hơn. Đừng có nhuộm tóc màu mè quá, em không thích. Đừng có xăm mình, còn nếu có xăm thì xăm chỗ hai vợ chồng biết thôi, đừng để người khác biết. Em là có cái đồng tiền, do đó là em mong muốn là bạn em có một cái lỗ nó sâu sâu trên cái mặt giống như là của chị Cát Tường, vậy thì càng thích. Rồi chào bạn. Chà, đồng tiền cũng sâu dữ ha. Nãy giờ nghe bạn diễn tả như vậy đó thì bạn hình dung ra trong đầu bạn giờ này là người phụ nữ nó như thế nào? Tức là biết quan tâm chăm sóc tròn con. Ngồi đây để tôi qua tôi xem đàn gái coi sao nha. Ôi cha, trời ơi dễ thương. Tròn dễ thương. Người trong quân đội họ rất là kỹ tính. Dạ. Họ ngăn nắp trật tự đâu đó. Có khó chịu gì không? Không thích thì không làm thôi, từ từ thì thích nghi sao. Đàn trai thấy vậy cũng ổn rồi ha. Được, được mà, sánh đôi mà. Đàn trai cũng được. Hôm nay vậy em có đi với người thân của mình không? Dạ em có đi với mẹ, với mợ, với lại dì. Có mẹ, có mợ, gì là khỏe rồi. Chào, chào mẹ, chào dì, chào mợ. Chào hai MC dễ thương. Dạ. Theo mẹ cảm nhận thì bạn trai bên đây á, mẹ thấy được á. Sẵn đây có yêu cầu chàng rể tương lai làm gì không? Rể tương lai mà làm ngành bộ đội á thì càng tốt. Tại vì gia đình bộ đội với công an không à. Hai đứa con mà đến được với nhau ấy thì con lấy tư cách một người lính của mình ra, con hứa là con sẽ yêu em, trân trọng em, cũng như là trân trọng chính bản thân con cũng như gia đình con ạ. Rồi bác cảm ơn con. Quá tuyệt vời. Hay quá. Sao mạo gì, có ai có ý kiến gì không? Dì xin chào hai MC. Dạ. Tức là về cân nặng thì là cũng kẻ tấm lạng người nửa cân, còn về nhan sắc thì cũng kẻ tấm cân người nửa lạng. Về tính cách thì Út nghĩ là bạn này có thể hợp với con đó thôi. Thì Út cảm nhận là hai bạn có thể tiến xa được. Dạ. Cái này thì Út ủng hộ. Cảm ơn Út nhiều nha. Dạ. Rồi anh bộ đội. Hôm nay em đi với bố,
với Thiếm và 13 em học trò rồi, không hổ. Thật là không hổ quá. Dạ chào bác. Thì tôi cũng đến đây thay mặt cho gia đình có lời cảm ơn tới chương trình. Phần đầu tiên tôi thấy cháu gái này cũng có phải hợp với gia đình mình. Còn hạnh phúc của các con thì các con tự đi tìm. Dạ. Nhưng mà về mặt ngoại hình thì cháu này cũng thấy có vẻ là được đó. Cháu nhất trí thì chúng tôi chỉ ủng hộ thôi. Dạ. Dạ. Nhà trai và gái đứng lại bắt tay cái cho nó đầu năm mới rồi. Thôi rồi. Ông chào anh Xui. Xin chào chị Xui. Người lớn thì đã ủng hộ, đã duyệt hết rồi. Nhưng mà hôm nay rất là đặc biệt. Một lực lượng học trò của chú rể rất là đông. Chắc là phải có một bạn học trò nào đại diện để nhận xét về cô giáo của mình, tương lai của mình như thế nào. Dạ, con kính chào chú Huyền Linh và cô Cát Tường. Con là học trò của thầy Trinh. Do thầy là do trong môi trường quân đội nên cái gì nó cũng trong cái khuôn khổ. Nhưng mà thầy là một người rất là nhiệt huyết với học sinh. Mà cô ở đây rất là lo, cô sợ thầy giáo là nãy em nói nghiêm khắc quá. Nếu mà nói về cái tính cách của thầy thì con nghĩ trong trường là thầy là người vui vẻ và dễ tính nhất trong trường. Wow. Nên cô đừng có lo về chuyện đó. Bây giờ sẽ cho đôi trẻ gặp nhau. Kéo mà lên. Rồi tự động hai trẻ gặp mặt đi. Anh mong muốn một người phụ nữ là có ba tự. Một là tự tin, hai là tự chủ, và ba là tự lập. Còn về quan điểm tình yêu ấy, anh dân triết học, do đó anh hay đúc kết anh gói gọn trong 6 từ thôi. Một đó là yêu, hiểu, hợp, tin tưởng, quan tâm, chia sẻ. 6 vấn đề. Mai em về viết tờ giấy dán trước cửa nhà luôn cho dễ thuộc. Như đã đăng ký, anh là người có rất là khí hài hước. Anh sẽ kể cho em nghe một cái câu chuyện cười. Câu chuyện này kể về các cái loại tặc hiện có ở Việt Nam mình. Thì là trên thế giới nó có nhiều loại tặc. Không tặc chẳng hạn, cướp máy bay, lâm tặc là phá rừng, dâm tặc chẳng hạn, đó là một cái loại tặc nguy hiểm. Còn về Việt Nam mình ấy, thì hiện nay là ở Việt Nam mình là có một số loại tặc mới nó phát sinh. Mà anh dám chắc rằng em tra Google sẽ không có. Ví dụ như đinh tặc chẳng hạn, điện tặc, nước tặc. Còn trong quá trình giảng dạy thì anh là phát sinh ra ba loại tặc mới nữa. Loại tặc thứ nhất là mông tặc. Tức là mình đi ngoài đường sông nó vỗ mông mông mình là mông tặc. Loại thứ hai đó là tóc tặc. Như mái tóc dài như em là rất dễ bị cướp. Và cái loại thứ ba là anh đang suy nghĩ đặt tên đó là gì. Tức là người ta gọi là đi ra đường sông mình gặp một người đó, nó vô tình nó chạy đến nó hôn mình chạy. Đó gọi là hôn tặc. Vậy bữa nay em muốn làm hôn tặc hả? Nếu thầy giáo chị cười bẽn lẽn rồi đó. Vui rồi, thầy giáo kể rồi. Chuyện vui rồi. Cảm nhận về anh ấy thế nào hả cô gái? Em nghĩ anh là người sâu sắc. Nếu bây giờ đưa ra quyết định lựa chọn giữa mà người có thể lo cho anh công việc với lại người mà anh yêu thì anh chọn ai? Đó, theo quan điểm của anh thì anh sẽ đưa ví thứ hai lên đầu. Cảm ơn anh. Trả lời chết người. Tết gặp nhau rồi thấy cười tươi quá. Gì nữa? Đây là cái món quà em đã dành cho phần cuối. Mặc dù anh là người bên lực lượng vũ trang nhưng mà anh rất là dở trong cái việc ca hát. Anh sẽ tặng em một bài thơ. Và cái bài thơ này là anh tự sáng tác trước khi đến đây. Hôm nay đến với chương trình hẹn hò bạn muốn chúng mình quen nhau. Chuyện trò tâm sự đôi câu, thế mà cứ ngỡ là quen lâu lắm rồi. Tay trong tay cứ bồi hồi nhìn nhau mà nói tiếp lại một câu là anh tặng em và anh hy vọng là một tương lai không xa anh với em sẽ cùng chung một mái nhà. Bông hồng vàng. Không quên câu cuối luôn. Ổng đúc kết thôi. Luôn. Còn về con đường con cái thì anh dự kiến là hai đứa thôi. Tên thì chuẩn bị sẵn rồi. Trai thì là Chu Tuệ Mẫn. Nếu con gái là Chu Tiểu Mẫn. Ông này cũng đúng là có hơi chút gia trưởng nè. Đúng rồi chị. Đặt tên con quá. Sẵn luôn rồi. Rủi vợ không chịu tên đó sao. Hai đứa mà chị. Hai đứa em đầu đặt tên quân. Đứa thứ hai tên đội là quân đội. Hết thời gian. Bữa nay là rất là hay là có hai bên luôn, xu gia luôn. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Đầu năm hồi hộp quá. Hai. Ba. Hết thời gian. Wow. Chúc mừng cho đôi trẻ. Dạ em. Nắm tay nhau. Tay tặc và hôn tặc đi.
Nếu như em cho phép. Hồi nãy mình đúc đã tặc đâu có xin phép. Nó đi ra đường. Tôi đâu phải bắt tay. Được. Tôi đâu phải bắt tay. Được. Mạnh dạng vậy đó. Nãy giờ hai bên chịu hết không rồi. Không tặc, ừ. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 đi chiến thắng. Và đây là một chiếc thẻ GCB, thẻ thành đấu quốc tế đến từ Nhật Bản trị giá 1 triệu đồng. Các bạn vừa xem phim vừa mua sắm. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là bộ ra và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan, gửi tặng hai bạn. Đi đến cuối con đường nhé. Em thích nhận hơn là cho. Nhìn gì kỳ vậy, phải cho mới nhận được chứ. Thì em có thể cho bạn ấy nhận. Hy vọng rằng năm sau các bạn sẽ lên đây giống như bạn Linh hồi nãy vậy đấy. Chúc mừng hạnh phúc. Và như vậy thì còn chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ đem sự may mắn này đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xem như thế nào. Hạ màn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Chúng ta làm thủ tục đầu tiên là giới thiệu về sơ yếu lý lịch trích ngang của mình. Em tên là Lê Minh Tấn Trung, gọi tắt là Lê Trung. Em đến từ Phố Núi Gia Lai. Em đang làm quản lý cửa hàng thời trang ở Crestmont. Cửa hàng thời trang quận 7. Trung bao nhiêu tuổi? Dạ, em sinh năm 91 ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Và xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Thị Kim Ngân. Năm nay em 23 tuổi. Em quê ở Tiền Giang. Em đang ở quận 8 và làm việc ở quận 1. Là em làm ngành thiết kế quảng cáo. Nghề nghiệp cũng hơi giống như có cái gì đó giống giống nhau. Hai ha. Bạn liên quan đến nghệ thuật cái đẹp đấy. Dạ. Mình giới thiệu một chút về mình đi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em vẽ tay khá là ổn. Nấu ăn thì cũng biết được chút xíu thôi. Còn những điểm nhược điểm của em thì đôi khi em cũng khá là vô tâm. Cũng có khi hơi hậu đậu một xíu. Cũng có xíu hơi xíu ích kỷ trong tình yêu một xíu. Ích kỷ trong tình yêu là cụ thể là như thế nào? Dạ em thì đó giờ là em thích nhận hơn là cho. Nhìn gì kỳ vậy, phải cho mới nhận được chứ. Không đó, cái là cái tật xấu của em nên mà có thể sửa đổi được. Bạn Trung bên đây bạn cười tủm tỉm. Sao bạn Trung, bạn thấy giới thiệu sơ lược về nhược điểm của bạn nữ thì bạn cảm giác như thế nào? Em cảm thấy thì bạn đó là một người năng động. Nhưng mà ở cái vụ mà mình thích nhận hơn cho thì em cảm thấy sao? Thì em có thể cho bạn ấy nhận. Trời, đàn ông mình ra lăng vậy đó. Dạ. Em cho không thèm nhận đâu. Ai cho lại thì mới nhận, không nhận không cho thôi. Vậy bạn nam mình có ưu điểm khuyết điểm gì không? Dạ, ưu điểm của em đó là em làm cái gì cũng được hết á. Mà trừ tán gái không? Không được đúng không? Dạ. Cái ưu này ưu điểm đó. Cái này cô mình kia khoái đó. Mà có tài lẻ gì không? Em chuyên về võ thuật. Võ thuật. Rồi xa thổi sáo. Thổi sáo. Vẽ tranh. Nhiều vậy. Vừa đánh võ vừa thổi sáo. Được không? Có không? Được không? Võ hơi đâu mà thổi sáo. Mình thổi bài gì cái đi. Dữ lắm. Sao ai thổi gieo giòn mới dính, hoàng hôn về im giấc lắng nghe. Sao ta thấy sao xuyến tâm hồn, phải chăng là khúc nhạc ai ân. Tiên sáo bần khuân ti ti đi đi. Bên kia có làm gì không vậy ta? Làm gì mình đáp lễ lại. Em có một cái chuẩn bị từ ở nhà. Em có vẽ ra một con hình mẫu lý tưởng của em. Dạ vậy đây. Em vẽ hơi lố một xíu thôi nhưng mà. Ủa mà cái ý mà đưa cái lên vậy là ý gì vậy? Dạ không, mang ba lô. Mang ba lô mà tại sao cái tay phải giơ lên vậy chi vậy? Dạ em vẽ đại thôi. À chị tưởng nó em muốn kiểm tra thân thể hay là mùi hôi thân thể giống như trước giờ. Có vẽ hình mẫu hả? Có hình mẫu luôn. Quan coi hình mẫu nha, chờ chút xíu nha chàng trai. Coi làm sao. Chào em. Dạ. Anh về bên kia anh coi. Đầu tiên chúc mừng năm mới em trước cái đó ha. Hình mẫu anh này đó hả? Thua xa. Đó, tặng lại cho em coi hình mẫu là kỷ niệm thôi. Bên đây hơn nhiều mà nổ nữa, đầu năm nổ nữa. Nói là có thôi.
Bây giờ hỏi em nè, muốn người đó tính cách thế nào? Dạ thì em cũng không quan trọng ngoại hình lắm, nhưng mà chủ yếu là em nhìn cái em có ấn tượng. Ấn tượng đầu tiên của em khá là quan trọng. Anh nhìn có ấn tượng đừng nói với em. Là em thích là bạn trai của em thì phải che chở em. Tại vì tính em cũng hơi khùng một xíu. Đúng. Anh cũng phải có sức chịu đựng một xíu. Nó kiên nhẫn lắm, nó kiên nhẫn lắm. Dạ. Có thể chịu đựng được. Dạ. Dễ thương, hiền nữa. Dạ. Rồi, gì nữa? Thì em dễ bị hút bởi những anh chàng đeo mắt kính. Chạy ra đi mua cái mắt kính liền. Mình kiếm mắt kính rồi đó. Đang câu giờ trong đây đi mua đó. Còn sao nữa? Bây giờ em không thích gì ở người đàn ông? Em không thích nam hút thuốc nhiều lắm. Có hút thì cũng ít ít thôi. Nhậu thì vì bây giờ môi trường bây giờ thì làm việc thì nhậu nhẹt thì cũng là chuyện bình thường, nhưng mà đừng có lầy quá. Rồi bên đây không có, chắc chắn luôn, bảo đảm với em luôn. Dạ. Không thích gì nữa không? Không thích bụng phệ. Không có. Bên đây trời, muối vỏ mà nhiều muối nữa. Không thích có râu. Chứ nhiều cái ngộ quá vậy ta. Phụ nữ tôi thích có râu chứ không. Vậy đi cạo râu kịp không? Câu giờ đi cạo râu. Dạ không, đi cạo râu cũng không sao. Không sao đúng rồi, dạ, không kéo sao. Mà cạo giờ nữa đó. Dạ. Còn gì nữa không? Em thích trai thông minh với có ý chí. Dạ. Có chí là mộng có ý. Được rồi. Đưa ra nhiều tiêu chí bên đây hả? Là đáp ứng hết, chỉ có ý kiến phải đi mua thôi. Nghe nè trai, nãy giờ nổ quá, đi qua coi coi sao. Ơi. Trời ơi. Không. Cái cô này cô thích kiến chứ chị đâu phải thích kiến đâu. Một chút xíu kéo màn là em làm cái đó với cổ, chị không? Rồi có kịp cạo râu chưa? Dạ sáng cạo rồi chị. Được, không có bụng phệ. Ngon lành ha. Ngon, dạ trai ơi. Nổ cũng có cơ sở. Nổ đâu. Em không thích điều gì ở người bạn gái? Dạ em không thích là những người nào mà xăm hình hay là không đảm đang. Ví dụ xăm mình đó thì em cũng là một người đàn ông hiện đại mà cũng làm nghệ thuật mà, đôi khi xăm chơi chơi chút ngay mặt hay gì cũng được. Cái gì thì em không có gì hết, nhưng mà nhà em á, à ba mẹ đúng dạ, không đúng rồi. Ok, ngoài cái đó cũng có đặt cái tiêu chuẩn mẫu bạn gái thì sao nữa không? Dạ em đặt ra mẫu bạn gái là một là có núm đồng tiền như là chị Khái Tường, rồi nhìn dễ thương đúng không? Cảm ơn em. Dạ. Gì nữa không em? Cái người có một đồng tiền dễ thương, cái người có hai đồng tiền nhìn thấy ghét lắm em. Dễ thương mà. Dạ còn nữa không thì có răng khểnh. Có, cái này có. Sáu cái khểnh đều luôn. Còn gì nữa không? Dạ, da trắng hồng ấy. Da trắng hồng. Được. Dạ, cao 1m6 trở lên. 1m6, cỡ đó được, thấp hơn được. 1/2 phân đâu, không sao đâu. Rồi, còn gì nữa không? Hết chưa? Dạ, cỡ đó. Cỡ đó thôi ha. Ở đó là cũng khó rồi đó. Khó đâu, bên kia cũng đáp ứng được. Anh coi rồi. Tánh tôi không có nổ. Nó phải nổ như nhà trai, ai kia. Mai. Rồi, bây giờ hai bạn có đi với người thân không? Dạ, em đi với bạn với anh họ. Rồi, chào em. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả khán giả trong trường quay cũng như là người bạn mới của người bạn của em. Thì em là Kiều Trinh, em là bạn thân của Ngân. Rồi, vậy thì em thấy Ngân có còn cái khuyết điểm gì mà nãy giờ chưa có chia sẻ không? Rồi bạn trai bên kia có phù hợp với Ngân hay không? Ngân có một cái khuyết điểm đó là rất là yếu đuối. Nên là lúc mà lên đây là em cũng sẽ hỏi cái người bạn mới của em là anh có thể là chỗ dựa vững chắc cho bạn của em hay không? Thì em mới chịu gả nha. Chứ em là... Chỗ dựa vững chắc không? Em chắc lắm. À, em nhìn thấy anh bên đây thì anh cũng có rất là nhiều điểm tương đồng với Ngân. Tính tình hai người em thấy là rất là hiền lành và nhẹ nhàng giống như nhau vậy đó. Anh cũng rất là năng động. Nếu như vậy thì anh sẽ rất là phù hợp với Ngân. Ngoài ra thì em thấy hai người có thể là chỗ dựa tinh thần cho nhau rất là tốt. Cảm ơn bạn. Thôi được rồi, hai trẻ gặp mặt đi. Gặp cái mình thể hiện. Chuẩn bị. Hồi sáu là réo rắc rồi ha. Kéo màn. Bắt đầu. Có mắt kiến hả? Mới đi mượn đây em. Giống trong trong hình không? Dạ cũng coi giống coi. Chút xíu. Không, em lại hơi lố một xíu. À, chứ thế thì bạn xin phép cho mình gửi cái kính luôn. Dạ. Thôi trả cho ba mới mượn đó. Trở về người thật mình đi em. Em thấy cái tiêu chuẩn của em có đối với anh có đáp ứng em chưa? Dạ, được. Với lại là anh chia sẻ với em một điều á, anh muốn là mình phải đạt được cái sự nghiệp gì đó, tức là làm sao mà có được nền tảng vững chắc á để lo cho vợ cho con, chứ lúc mà vừa lo vợ vừa lo cho sự nghiệp á thì không ổn định. Dạ. Nếu giả sử nha mà sắp tới anh có nghỉ công việc hiện tại
và anh làm một cái dự án riêng của anh, mà giả sử nha, dạ, nó có bị bể, bị thất bại hay là bị như thế nào đi chăng nữa, trong cái khoảng thời gian đó thì không biết là em có bên cạnh ủng hộ anh không? Bên anh không? Em bản thân em thì bây giờ em cũng muốn là phải tự bản thân mình cũng phải có sự nghiệp chứ cũng không có dựa vào con trai nhiều quá. Và tất nhiên thì nếu mà anh có quyết định thay đổi công việc thì tất nhiên em sẽ ủng hộ anh. Bây giờ các bạn cũng lớn rồi, các bạn cũng va chạm cuộc sống rất là nhiều rồi. Đây. Các bạn cũng đã làm nghệ thuật và hiểu tất cả những cái gì mà đang ảnh hưởng của mỗi con người. Tôi nghĩ rằng các bạn đủ để sáng suốt để quyết định xem cái nhấn nút các bạn có được hay không. Nhấn nút là chúng ta trao duyên cho nhau. Nhấn nút chúng ta đang đối diện với ông bà, cha mẹ, bà con, bạn bè và hàng triệu người đang theo dõi truyền hình. Rất quan trọng các bạn nhé. Rồi. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Em bấm không được. Lo quá hả, em bấm không được. Anh kỹ thuật ảnh để về cho nó hồi hộp đó. Nắm tay nhau đi hai bạn. Và phải ấn tượng với ngày hôm nay đầu tiên là chúng ta cũng nên hôn nhau một nụ hôn. Cái đó là nguyên tắc anh Quyền Linh đặt ra. Nguyên tắc là bấm nút phải hôn các bạn. Hôn bằng gái đi. Em về quê đi. Dạ, xin chào mừng tất cả anh chị đã đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bây giờ thì Cát Tường đã vào vị trí của mình rồi, bạn trai cũng đã chờ đợi sẵn rồi ha. Chắc đang rất hồi hộp đây. Không để bạn ấy chờ lâu nữa, mời bạn gái vào thôi. Tháo mặt nạ được rồi hai bạn ơi. Đầu tiên sẽ là phần giới thiệu về bản thân. Chào chị Cát Tường, em tên là Bùi Xuân Thảo, năm nay 33 tuổi. 33 tuổi. Tại em đang sống ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ở huyện Châu Đức. Về công việc thì em đang làm ở công ty ở Mỹ Xuân, cách nhà 30 cây, sáng đi tối về. Đang làm công việc gì vậy em? Công việc kỹ thuật viên bảo trì, bảo trì cơ khí. Bảo trì cơ khí, 30 cây, sáng đi tối về. Mình quê ở Vũng Tàu luôn? Không, quê ở ngoài Hải Dương, nhưng mà em vào đây vào trong Vũng Tàu sống là 2001, em bắt đầu sống ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. À, hiểu rồi. Còn em gái? Dạ, xin chào chị Cát Tường. Dạ, em xin được tự giới thiệu, em tên là Yến. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Năm nay em 27 tuổi. Quê mình Vũng Tàu luôn. Dạ, nhà em sinh sống ở đây, còn quê em thì ở miền Bắc. Hai bạn thử trao đổi coi mình ở Bà Rịa Vũng Tàu có gần nhau không? Anh ơi, anh có biết Bình Châu, Hồ Tràm không nhỉ? Anh biết. Dạ, nhà em gần gần đó anh ạ. À, anh có hay đi xuống đó không hả? Ngãi Dao, thỉnh thoảng thì cũng xuống, lâu rồi không có xuống như ngày xưa là có ai xuống. Ngãi Dao hắc ám gì đó phải không? Hắc dịch gì đó phải không? Chị biết luôn hả chị? Không tới Ngãi Dao hả? Biết, nhà chị hồi xưa có mua đất ở dưới như hắc dịch á. Mà không có trúng, không có chờ tới giờ này bán rồi đất mới lên. Không có số lời. Dạ. Hắc dịch, đúng không? Dạ đúng rồi. Công việc của em đang làm cụ thể là công việc gì? Dạ hiện tại thì em đang công tác tại siêu thị Cosmart Tân Thành, Phú Mỹ. Với vị trí là nhân viên quản lý chất lượng. Như vậy ít trước mắt là cũng thấy một cái thuận lợi là cũng cái chỗ ở cũng gần nhau rồi ha. Dạ. Thì cái việc mà thăm nom đi lại tìm hiểu nó cũng thuận tiện hơn rất là nhiều. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Yến? Nếu mà nói về điểm mạnh của em thì em nghĩ em là một người khá vui vẻ và hòa đồng. Nhiều khi thì các bạn nhận xét em thì hơi bị tăng động quá. Đó cũng là một cái nét nhơi nhơi của em mà em cảm thấy là nó sẽ là một ưu điểm của em chứ không phải là một khuyết điểm. Nói về khuyết điểm của bản thân thì là một người sống hơi tình cảm. Nấu nướng hay là các công việc mà gọi là nữ công gia chánh thì em cũng có một lời nhận xét cho bản thân mình là nó ở mức độ tương đối tốt ạ. Đối với các món mà chiên xào thì em thích hơn. À, cá chiên trứng chiên đó chị. Món đó ai cũng biết mà. Rồi hay vậy cũng được, cũng là công dung công hạnh, cũng khá khá. Thế còn em Thảo? Điểm mạnh của em là hòa đồng với mọi người, giúp đỡ mọi người. Điểm yếu là hơi nóng tính, thẳng tính, cương trực quá. Cái gì mình không thích là mình nói luôn, cho nên là không được lòng mọi người lắm. Còn gì nữa không? Thì em cũng thích nấu ăn, thì thường ngày bây giờ là đi làm về tối thường hay tự nấu ăn ở nhà. Rồi còn anh chị em gì không? Còn em út, mà em út lấy vợ rồi. Em trai hay em gái? Trai. Hai anh em thôi. Dạ vâng. Vậy cũng cuộc sống cũng hơi cô độc ha. Nên lấy vợ sớm để có người tâm sự hữu hỷ đúng không? Dạ. Rồi
Thế tình trường thì sao? Mình có mấy mối tình rồi, Yên? 27 cái nồi bánh chưng của em thì trải qua được 2 mối tình chị ạ. Nói chung là bản thân mình cũng là một người không hạnh phúc mấy trong vấn đề tình cảm cho đến thời điểm hiện tại. Mối tình đầu tiên của em là năm em 22 tuổi. Thì sau khi kết thúc mối tình đó thì bản thân mình ở ngoài là một người vui vẻ hòa đồng, nhưng mà tự nhiên trong cái vấn đề tình cảm thì mình tự cảm thấy như mình không tự tin nữa. Thì đến một cái thời điểm là khoảng chừng vài năm sau nữa thì một cái người bạn thứ hai xuất hiện, một người mang cho em một cái sự chân thành rất là lớn, làm cho em cảm động, em rung động với lại cái tình cảm đó. Nhưng mà có thể là duyên với nhau thì có, nhưng mà phận với nhau thì chắc lại chưa, nên là tụi em cũng chưa có đi xa được và tụi em đã kết thúc cái mối quan hệ đó. Có cái nguyên nhân sâu xa gì mà mình chia tay để mình phải rút cái kinh nghiệm để cho cái mối tình sau là mình sẽ tốt hơn? Em nghĩ là có thể là do bản thân mình suy nghĩ hơi tiêu cực về vấn đề tình cảm. Tiêu cực là như thế nào? Thế là mình cảm thấy là sau kết thúc một cái mối tình đầu tiên của em, cái cảm xúc của một người con gái lần đầu tiên mới biết yêu mà là người chủ động yêu nữa thì nó hơi nồng nhiệt, và cái kết quả nó không được như ý mình muốn, thì và những cái câu chuyện ở ngoài bạn bè mình nữa làm cho mình cảm thấy là mình không có tự tin vào yêu đương. Em lại thích đi chơi các hoạt động bên ngoài, bạn bè gặp gỡ, xem phim các kiểu, và tự mình tạo cho mình một cái giới hạn về cái vấn đề tình cảm. Nhưng mà nếu như vậy thì tình yêu nó thật sự nó cũng sẽ không đến được với mình. Dạ, đúng có rồi. Thể do em không may mắn ở cái mấy cái mối tình đầu thôi. Dạ. Nhưng mà mình đừng có nghĩ như vậy, bởi vì cái vốn tình yêu nó đẹp lắm. Dạ, và thì... cái trái tim nó không có lý lẽ. Em càng thủ em nói bây giờ, ý là bây giờ em sợ gì? Đúng em rồi. Gặp chạp đạp vỏ dưa, em thấy vỏ dưa em cũng sợ. Và bây giờ em thủ, em đặt ra cho mình một cái rào cản. Tôi không yêu ai đó hết mình, tôi vui chơi thôi, vừa phải thôi. Nhưng mình càng như vậy đó, đúng người là mình càng chết. Tại vì khi mà mình càng đặt ra cái rào cản xung quanh á, thì mình lọt vào cái bẫy tình lúc nào mình không hay. Còn em cứ thả lỏng bình thường thôi, tình yêu đến thì mình sẽ chấp nhận. Nếu như may mắn, đó là một cái mối tình đẹp, thì đó là cái phước phần của mình. Nếu như lại gặp một mối tình nó không đẹp nữa thì đó là những cái trải nghiệm trong cuộc đời. Em có công nhận là sau một đau khổ, sau một cái sự gãy đổ thì con người mình sẽ chín chắn hơn, trầm lặng hơn, chính xác. Và có những cái nhìn nó sâu sắc hơn, đúng không? Thì sau này khi mà kết thúc cái mối tình thứ hai với một cái bạn đó thì em đã thay đổi cái suy nghĩ bản thân mình. Em đã làm việc hết sức, em cũng đi chơi hết mình, em cũng ăn hết mình luôn. Thì tại sao bây giờ em lại phải phí hoài cái tuổi thanh xuân của em, trong khi tuổi thanh xuân của em có giới hạn? Thì tại sao em không thử một lần yêu hết mình? Đúng, dạ, đó, em đã thay đổi cái bản thân mình. Phải yêu hết mình, đừng có sợ gì hết. Dạ, nha. Đúng rồi. Chị đây bút mấy cái xuân xanh, chị còn không ngán nữa mà. Không sợ một cái gì cả. Tình yêu nó sẽ đến rất bất ngờ và rất ngọt ngào. Thế còn em? Nghe bạn gái chia sẻ về tình yêu đó, lúc đầu có chút hoài nghi về đàn ông đó, thì em cũng là đại diện đàn ông đó, em thấy sao? Đàn ông thì có người xấu, người tốt. Em thuộc loại nào? Em tự nhận thấy là bản thân em đối xử mọi người rất tốt. Qua những cái trải nghiệm của bạn gái thì em có cái cảm nghĩ như thế nào? Thì em có cảm nghĩ là bạn ấy là một người chân thành, cứng rắn, biết rút kinh nghiệm. Thế còn em, tình trường mình như thế nào? Mối tình đầu tiên là cũng là cuối cùng. Một mối tình duy nhất? Bao lâu? Cô bé đó ngày xưa là học cùng cao đẳng ở dưới Vũng Tàu, hai đứa quen nhau thời gian là 3 năm trời. Thi xong thì ra ngồi bãi biển ngắm biển chơi, nói một câu xong là cô bé về quê luôn. Nói câu gì mà ta về quê luôn? Em về quê đi. Thế là gì vậy trời, tự nhiên đang yêu nhau với người ta rồi kêu em về quê đi, lý do tại sao bạn nói câu đó? Thì bé đó ngày xưa là khổ lắm, bé đó sống ở quê ngoài miền Trung, nhưng mà đẻ ra thì thầy bói coi là không có số ở bố mẹ thì đưa vào trong Nam sống. Thế lúc học xong thì về quê với bố mẹ. Thì em muốn bạn ấy về sống với bố mẹ. Em không yêu bạn đó. Yêu. Yêu là tại sao không giữ người ta lại, không bảo vệ tình yêu của mình mà kêu bạn ấy đi? Thì cái thời đó là gọi là tuổi trẻ bồng bột vậy. Ồ, rồi có nuối tiếc gì không? Nuối tiếc rất nhiều. Nuối tiếc rất nhiều. Bây giờ đã quên mối tình đầu đó chưa? Thỉnh thoảng thì vẫn còn nhớ về cô đấy. Dạ. Chia tay bao nhiêu năm rồi? Từ 2009. 10 năm rồi mà thỉnh thoảng vẫn còn nhớ. Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp. Cho nên em mà có những cái suy nghĩ không có gọi là tích cực trong tình yêu là không được. Thấy không? Người ta đổ vỡ nhưng người ta vẫn luôn hoài niệm rằng đó là những cái ký ức tuổi trẻ rất đẹp. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em mong bạn ấy sẽ là một người biết quan tâm và yêu thương.
Nói chung là không cần phải thể hiện là một người như là lời lẽ quá là ngọt ngào, như kiểu anh yêu mình em, anh chỉ có mình em thôi. Không cần như vậy. Hãy thể hiện cái sự mà yêu thương của bạn ấy qua hành động. Bởi vì em nghĩ là cái hành động mà xuất phát từ trái tim của bạn ấy thì mình sẽ cảm nhận được cái vấn đề đó. Thứ hai thì em mong là một người bạn nghiêm túc. Tại vì thật sự là bản thân mình cũng nghiêm túc và mình cũng mong muốn một mối quan hệ đi xa cũng sẽ nghiêm túc. Thêm một vấn đề nữa thì em mong là bạn ấy là sẽ là người có trách nhiệm với gia đình. Cụ thể về tuổi tác, về ngoại hình. Em cao 1m58 thì em mong bạn ấy cao hơn em. Cao hơn em là chắc rồi. Khoảng 1m65 thì chắc hai đứa đứng sẽ hợp đôi. Rồi, hợp lý. Tuổi tác thì bằng tụi em hoặc là hơn em trong khoảng dao động 5 tuổi thôi. Vậy là anh này phù hợp hết trơn phải không? Dạ. Em mong là bạn ấy sẽ là một người không hút thuốc lá. Có rồi. Tôi nhìn cái bờ môi thăm thăm này tôi biết có rồi. Có đúng không? Có chứ. Nhiều ít. Mấy ngày mới được 10 gói chứ. Mấy ngày được 1 gói. Thôi bớt bớt lại. Đa số phụ nữ không thích đàn ông hút thuốc. Đang tôi bỏ kiếm người nào đó để tác động vào mình bỏ luôn. Câu này hay. Thật ra thì không nên suy nghĩ là phải tìm một người nào đó để thay đổi mình. Đúng rồi, em nghĩ là mình phải sống yêu thương với bản thân mình trước. Có trách nhiệm với bản thân mình trước thì mình mới có trách nhiệm không, được với người khác được. Tại vì bản thân anh ấy thấy rằng một điếu thuốc nhâm nhi là một cái điều thú vị. Mình cũng thông cảm nhưng mà đừng có quá, vừa phải thôi ha. Dạ. Cũng không cần thiết là không được rượu bia, không được thuốc lá, cũng đâu cần vậy đâu. Em cũng muốn có một bạn trai biết chia sẻ và biết lắng nghe. Đồng thời thì em thích một người mà thích có sự tôn trọng vào những cái công việc riêng tư của mỗi người. Tại vì bây giờ mình cũng là một những người hiện đại, mình có những công việc riêng, mình sẽ có những mối quan hệ. Thì em không muốn là suốt ngày em đang đi đâu đó hay em đang làm gì update cho anh hay kia. Thì em cũng tôn trọng cuộc sống riêng tư của bạn, thì bạn cũng phải tôn trọng cuộc sống riêng tư của em. Điều này thì chị chưa hoàn toàn đồng ý với em. Tại vì em chưa yêu ai đó thật lòng nên em nói như vậy. Nhưng mà thôi, cuộc đời sẽ dạy cho mình những cái kinh nghiệm. Dạ. Đến một khi em yêu ai đó, em luôn luôn muốn biết người đó đang ở đâu và đang làm gì. Ví dụ chị đang ngồi quay đây mà chị không biết bạn trai chị đang làm gì ở đâu là máu chị chạy lên chạy xuống lộn ruột lộn gan lên rồi. Vì em bây giờ em đang yêu chuộng cuộc sống tự do, em chưa yêu. Nên em sợ khi em có bạn trai người ta biết. Em sợ mất những mối quan hệ bạn bè. Em sợ là bị người ta ràng buộc, không cho em gặp người này người kia. Nhưng người phụ nữ khi em đã yêu ai đó thật lòng, tự động em sẽ dành hết thời gian cho người bạn trai của mình. Người bạn bè em có rủ rang em đi em cũng tự động em từ chối, chứ không phải do người bạn trai không cho em đi. Em hiểu không? Ví dụ như chị nè, mà yêu ai đó, bạn trai chị luôn muốn mình đi đi, mình đi nó khỏe chứ, mình đi nó cũng được đi, đúng không? Dạ. Em đi chơi đi em đi với bạn bè. Nhưng chính người phụ nữ mới là cái người không chịu đi. Cho nên em nói vậy là em hơi chủ quan. Tại vì hiện tại chưa yêu đó em, yêu là khác. Cứ từ từ suy gẫm, đời còn dài lắm. Thế em sao? Thì em muốn tìm một người chịu khó, biết làm việc nhà, chăm sóc gia đình, quan tâm với mọi người xung quanh mình. Về ngoại hình? Cao tầm trên 1m50, dễ nhìn tí, không béo là được. Có vẻ là hai bên đưa ra những cái lý thuyết về ngoại hình là chuẩn hết rồi đó. Về cái gọi là mẫu người lý tưởng là chuẩn hết rồi đó. Nhưng mà quan trọng là cảm xúc nó có bắt nhịp với nhau hay không thì một lát nữa mở cửa lên mình mới biết nha. Bây giờ cho hai bạn thử test thử cái giác quan của mình, cái cảm xúc của mình ngày hôm nay. Đây, hãy tìm anh ấy. Còn em, đây, hãy tìm cô ấy. Chị ơi, chị em. Đó, có 3 tấm cho em lựa chọn. Có chưa? Bạn trai hãy cho bạn gái một cái gợi ý. Anh nổi bật nhất trong một bức hình trong đó đấy. Rồi, còn em cho ảnh một gợi ý. Hình trong hình đó em là cô gái gần như là ôm ốm anh ạ. Nổi bật nhất, nổi bật nhất. Nổi bật nhất cái nào chị? Trời ơi, tôi biết chết liền á. Hiểu rồi. Tôi đã đoán ra được rồi. Tôi nhìn một hồi, tôi nhìn cho kỹ đi. Nổi bật nhất trong rồi, em cũng biết đó. Rồi nha. Tại sao lại chọn người đó? Tại vì mọi người có quần áo đầy đủ mà riêng cái anh này thì chắc không. Em nghĩ là nổi bật nhất. Rồi còn em? Em đó phải không? Rồi. Chết rồi, chắc hình của em ai cũng ốm rồi. Hãy giữ nguyên hiện trường và chúng ta sẽ hướng về cửa trái tim. Nửa trái tim này sẽ được mở ra, sẽ xem nhận xét cảm nhận của các bạn. 1 2 3. Sao? Anh chọn em đúng không anh? Hình như sai. Sai rồi, chọn cái cô đeo mắt kiến á. Sai thì phải bị phạt. Bây giờ đúng phạt rồi, cái bị gì? Phạt đi chị. Em muốn phạt anh cái gì nói đi. Rồi, cảm ơn anh nha. Dạ. Hai đẹp quá. Có giảm được hình phạt không em? Chắc dạ, giảm bớt được tí rồi. Rồi, ngồi xuống, bây giờ phạt gì nói đi. Anh làm cho em 10 biểu cảm thật là dễ thương, ngốc nghếch hay là giận dỗi gì đó đi. 10 biểu cảm nha. Thường thường yêu cầu có 1 biểu cảm người ta đã chết rồi, cổ yêu cầu 10 biểu cảm. Làm đi em. Hoa đẹp quá nên em sẽ giảm đây xuống còn 5. 5 biểu cảm. Cố gắng lên anh. Giận dữ. Làm đi. Giận dữ. Giận dữ. 1.
Hai. Rồi. Buồn này. Buồn. Khóc không? Khóc được. Nếu mà cố tình thì khóc được. Ghê vậy, khóc coi tôi cho đi làm diễn viên luôn. Không có duyên. Chưa, chưa có buồn. Buồn. Buồn xong vui rồi chị. Buồn và vui luôn rồi đó hả? Dạ. Và vui đâu? Đang cười. Rồi còn gì nữa? Xấu. Xấu, xấu, xấu. Làm cái gương mặt xấu nhất có thể. Dạ thôi được rồi đó chị. Được rồi hả? Dạ, rồi. Hài lòng em rồi chị. Hài lòng em rồi phải không? Rồi bây giờ vậy, hai chị sẽ cho hai bạn tâm sự riêng với nhau chút xíu nha. Chị Tường sẽ ra ngoài cho các bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng. Một chút xíu sau chị Tường sẽ quay lại. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự với nhau nha. Ơi, chị Tường mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng Dimashit nha. Đây là món mì ý sốt bò bằm và đây là món mì ý sốt kem. Vừa ăn vừa tâm sự. Giờ trước tiên cùng ly với nhau cái nè. Vô nè. Chúc mừng buổi gặp mặt đầu tiên nha. Rồi, cặp đôi này vui nè. Cuối tuần thường mình hay đi đâu anh nhỉ? Anh ở nhà chơi game và coi phim. Bạn bè mình nhiều không? Hay tụ tập không anh? Bạn bè anh giờ gia đình hết rồi nên anh ít đi chơi lắm. Em thì hay đi chơi, bạn bè em thì cũng nhiều. Trong là cuộc sống cũng vui vẻ lắm. Gia đình em hiện tại là có bao nhiêu người? Dạ có 5 người ạ. Gia đình rất là yêu thương, hòa thuận và hạnh phúc. Em còn có một bé gái và một em gái và một bé trai nữa. Em là chị đầu. Anh có suy nghĩ quan điểm như thế nào về tình yêu nhỉ? Đối với anh tình yêu à? Thật lòng, thật tâm. Chỉ vậy thôi ạ? Chỉ vậy thôi. Giới trẻ hiện tại thì hay có suy nghĩ thoáng về sống thử á. Thì anh Thảo suy nghĩ gì về vấn đề đó nhỉ? Không nên thử. Dạ, anh có chung quan điểm với em rồi đó. Em cũng suy nghĩ vậy. Nói chung là mọi người hay nói là sống thử có thể cho mọi người có cơ hội tìm hiểu nhau kỹ hơn, nhưng em nghĩ cũng không cần thiết. Khoảng thời gian bên nhau, chia sẻ nhau, cùng nhau làm nhiều thứ thì em nghĩ nó cũng có thể cho mình nhiều cái quyết định rồi, không cần nhất thiết phải sống thử. Đối với anh cái vấn đề tình cảm là chúng ta không nên thử. Cái gì cũng phải thật. Dạ. Thử là không tốt. Dạ đúng rồi. Anh có dự định gì cho tương lai về sau không? Về công việc hay về gia đình gì đó? Thì tương lai thì anh đang muốn tìm một người đảm đang, biết chăm lo gia đình, về chăm lo cái nhà của anh cái. Mình anh giờ mệt quá. Mình có cùng chia sẻ không? Chứ anh cứ dựa vào một người quá thì em nghĩ cũng hơi khó khăn. Anh sẽ chia sẻ với em, nếu em đồng ý. Đảm đang thì em nghĩ em không đảm đang lắm đâu anh Thọ. Chỉ cần biết chăm lo gia đình là được rồi. Anh quen một người mà hay thích đi chơi, bay nhảy, ca hát nhảy múa cách kiểu hơi hướng ngoại một xíu, anh có ngại không? Không, anh thích đi chơi. Anh cũng thích nghe người ta hát. À, nhưng dạ. Anh hát rất dở. Không ai là hát dở đâu anh ạ, chỉ cần mình hay hát thôi là được rồi. Không, anh hát. Ai hát thì... hay cũng đừng ca sĩ hết rồi anh ạ. Hát hay nhiều, hay hát á. Nhưng công ty nhiều khi ngao ngao, kêu thằng điên cũng mệt lắm anh. Anh có em hát thử vài câu nghe không? Hát luôn bài đi. Nhưng mà thì em không thuộc đâu, tại vì tính của em mà hay quên nữa. Bạn bè em hay nói em là có khi nào mà em có con rồi mà em còn nghĩ là em chưa có người yêu không? Tại vì tính em hay hậu đậu hay quên, nên là em chỉ hát vài câu thôi nhé. Một bài hot hit hiện tại mà mấy bạn hay hát á, bài Sóng Gió anh biết không nhỉ? Anh mới nghe. Trời ba nơi xanh, năm tháng tư bề chung lối. Người bạn ánh sáng nhưng cớ sao còn tăm tối. Ngày mai em lỡ cất bước trên dòng đời thay đổi. Nhìn về anh, người chẳng khiến em lẻ loi. Hay hay. Tại vì em là một nhân viên làm trong công tác bên đoàn thanh niên, nên là em cũng hơi năng nổ trong những cái công tác đó, các cái công tác bên ngoài á. Trời, cái gì mà có chương trình văn nghệ khi tôi đi nữa vậy? Hay ghê, cặp đôi này rất là tự nhiên luôn. Bây giờ ăn đồ ăn thấy ngon không? Ngon chị. Ăn chưa? Đang ăn gì? Lo tâm sự không quên ăn phải không? Cũng liên cái nữa đi nè, vô nè. Mời ăn nha. Rồi, mời hai bạn cứ tự nhiên coi như tôi người vô hình đi. Điều gì mà em ghét nhất, em không thích ở người bạn trai? Em nghĩ đó là sự vô tâm. Đàn ông hay vô tâm không những một lần mà rất là nhiều lần. Vậy sao khi bạn gái nói như vậy? Thực sự anh không phải là một người vô tâm. Thấy chàng trai này có vẻ không phải là người lắm lời. Dạ. Nói rất chừng mực. Có vẻ cũng rất là từ tốn, quan sát, điềm đạm, phải không? Chị nhận xét vậy đúng không? Chị có sự nhận xét giống em đó chị Cát Tường. Coi như là đang thăm dò đó. Nhiều người lo nói quá, nhiều khi lại không có quan sát được. Tại vì cùng một lúc mình không có thể mà điều khiển được tất cả các cái cơ quan. Nên cứ nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Rất là sâu lắng và cạo nhiều cảm xúc và cũng là khó đoán đấy. À bây giờ thì mình ta sẽ chơi một vài trò chơi trắc nghiệm nữa. Hồi đầu là bạn này bị phạt rồi phải không?
lửa cái gì không biết nữa. Chỗ tài năng khiếu quản lý hoặc MC của bản thân. MC ha, chắc em là MC, em thay chị Cát Tường trước được không? Được được được, à mới em cho em ngồi đây đi, ví dụ như là cho em làm mai mối đi cũng được nữa. Rồi em rồi đó, chị muốn ngồi cái ghế, chị muốn ngồi cái ghế này lâu lắm rồi. À, nhờ anh chút nữa hai người bấm nút nha. Không, không phải anh này, tôi ngồi đây là thế chỗ để em làm MC, nhưng mà chị cũng mong muốn một ngày nào đó là chị được ngồi cái ghế này nè. Ở bên kia là hôm cái đối tượng giúp chị tại nguyện nha. Bên kia phải là đối tượng của chị chứ, này đối tượng của em mà. Rồi bắt đầu. Dạ xin chào mừng tất cả anh chị đã đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa. Mòn mỏi cuối cùng bây giờ chúng ta đã có một cặp đôi rồi. Và bây giờ xin mời anh giới thiệu về bản thân mình ạ. Anh tên gì nhờ? Anh tên Thảo, năm nay 33 tuổi, hiện tại đang sống và làm việc ở Vũng Tàu. 33 tuổi rồi chị, xin mời chị ạ. Chị đến từ đâu? Chị tên gì? À, em tên là Cát Tường, em đến từ thành phố Huế. Và em năm nay 42 tuổi. Ủa chị có hay tham gia chương trình không mà xem thấy mặt chị quen quá à? Dạ không, dạ ai cũng nói em giống Cát Tường mà bây giờ á là dạ chị Cát Tường giống chị Cát Tường. Dạ y chang luôn. Dạ thôi cùng tên, cùng tên thôi chứ không có y chang. Mẫu bạn trai lý tưởng của chị Cát Tường như thế nào? Dạ đẹp trai giống em nữa. Ủa thế hả? Phải ga lăng, phải biết quan tâm. Đó, nói chung là ha. Dạ các cái yếu tố mà giống như chị Cát Tường mới chia sẻ anh có đáp ứng được không nhỉ? Anh thì anh đẹp trai anh tí thì còn đâu mà ga lăng giá cao sự tự tin của anh. À, hay quá, được rồi. Nhưng mà rất tiếc, đây không phải là mẫu người của tôi. Nên là tôi ngồi ở đây nó trước quá là tôi ngồi tôi nổi da gà hết trơn, trọi vậy đó. Rồi, hay quá. Sao em thấy khả năng MC của bạn ấy như thế nào? Thế chỗ gì Tường được chưa? Không được. Không được hả? Anh cho em lý do đi anh. Cho em lý do, lý do tại sao không được. Mọi người đây thấy có được không ạ? Có được thì cho em vỗ tay đi. Tại sao anh nói không trời được? Ơi. Tại sao lại nói không được? Vì nếu mà làm như thế thì không có thời gian chăm lo gia đình. Không, em đang nói về vấn đề vui vẻ thôi mà. Không, anh ấy là một người sống hơi tình cảm đó mà. Ảnh sợ em theo cái nghề làm MC là coi như em đi giống như chị Tường là không lo cho gia đình, có nghĩa là ảnh đã chấm em vô là cái người phụ nữ của gia đình rồi đó. Mời bạn nữ bốc thăm. Đọc cái này sao em thương anh ghê. Bạn nam hiếp đất 10 cái. Cố lên. Không gì đâu, mùi thanh niên 20-30 cái chuyện bình thường. Mời em. Điểm nâng lên. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái từ tốn 9 chắc cũng chậm 9, 10 bà cũng ác lắm. Anh đếm hình như dư một cái. Sao thỏa mãn em chưa? Dạ, sức khỏe có đủ, body chuẩn. Dạ rất thỏa mãn. Thân săn chắc, cao ráo, tóc tai đầy đủ, mặt mũi không thiếu bộ phận nào. Điều kiện kinh tế ổn định, có nhà cửa, có công việc. Trời ơi còn chần chờ cái gì nữa. Thôi bây giờ cơ hội cuối cùng dành cho hai bạn. Nhìn thẳng vào nhau đi hai bạn ạ. 30 giây chúng ta nhìn thẳng vào mặt đối phương và hãy nói cho nhau biết cảm nhận của chúng ta ở lần đầu tiên gặp mặt là như thế nào. Anh thấy em là một người hoạt động vui vẻ, năng động. Anh hy vọng là chúng ta có cơ hội. Em gái muốn nói gì với anh không? Thì quá trình nói chuyện cũng không có nhiều, chỉ có vài chục phút thôi. Thì em cũng thấy anh là một người trầm tĩnh, hiền lành, cũng chân thành đó. Rồi cũng thật thà nữa. Thì em cũng, đối với em thì cái gì cũng cần có một quá trình hết. Từ người bạn thì mới lên thành người yêu được. Và để vợ chồng với nhau thì phải trải qua một quá trình yêu đương. Thì em mong là ngày hôm nay mình sẽ coi như là một cái cơ hội cho nhau. Thì mong là mình sẽ có những cái kết quả tốt đẹp. Anh đồng ý không? Anh đồng ý. Dạ. Rồi. Cảm ơn anh. Bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Trước khi hai bạn đưa ra quyết định của mình thì Tường nói vài câu nữa thôi. Cơ bản là các bạn có nhiều sự đồng cảm, cùng quê Bà Rịa Vũng Tàu, điều kiện cũng thuận lợi. Về những cái tiêu chuẩn đưa ra, hai bạn có vẻ giống như là đáp ứng được hết. Nhưng quan trọng là cảm xúc. Bây giờ là cái lúc hai bạn hãy cảm nhận lại trái tim của mình. Nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm, nếu đồng ý, bấm nút thật mạnh. Nếu không đồng ý, lấy tay ra khỏi nút bấm. 1. Hãy lắng nghe trái tim mình. 2. 3. Nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm, nếu đồng ý, bấm nút thật mạnh. Nếu không đồng ý, lấy tay ra khỏi nút bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao em không bấm? Em suy nghĩ là bạn ấy sẽ không bấm. Em suy nghĩ sai. Tại sao mình không làm theo trái tim của mình mách bảo mà mình phải làm theo cảm xúc của người khác? Vậy là em là một người thiếu bản lĩnh. Chị xin nói thẳng, em buồn chị chịu. Em thiếu bản lĩnh. Nếu mình đã thích, tại sao mình không làm? Nếu như cô ấy không bấm, mình vẫn bấm nếu như mình thích. Mình là đàn ông mà. Đây là một sai lầm. Thứ nhất, có thể vừa làm tổn thương người khác,
vừa làm mất đi cơ hội của chính mình. Trong cuộc sống không có những lúc chờ đợi lâu đâu. Chỉ sau một tích tắc, cuộc đời mình nó sẽ đi một cái rẽ ngã khác. Có thể đây sẽ là một người vợ rất lý tưởng của em, nhưng em đã đánh mất. Bạn gái suy nghĩ như thế nào? Dạ thì nói chung là mọi chuyện thì không có kết thúc từ một cái chương trình này đâu chị. Em nghĩ là sẽ còn có nhiều điều mà mình không thể biết được. Có thể là ngày hôm nay anh Thảo không chọn em thì cũng có một vài lý do của mình. Thì em nghĩ là sau chương trình này mình có thể là những người bạn. Em rất là thoải mái khi mà có thêm một người bạn mới, không sao cả. Ví dụ như chị cho một cơ hội để bấm lại, em có cho anh cơ hội đó không? Có thể là cơ hội nó qua một lần rồi thôi chị. Nhưng em vẫn muốn là một người bạn chứ. Em vẫn muốn là như vậy. Bạn, các bạn không bấm có nghĩa các bạn sẽ là bạn. Tường đã nói rất kỹ rồi quý vị ạ. Nhưng mà đây là quyền quyết định của các bạn ấy. Chắc chắn kết thúc chương trình này, mỗi người ra về sẽ có một cái nỗi niềm riêng. Chị tôn trọng cái suy nghĩ của em. Em cũng là một người phụ nữ thẳng thắn. Nhưng đúng em nói là cảm xúc nó chỉ đến một lần. Nếu như bạn ấy đã không trân trọng, có nghĩa là cái duyên không phải. Không sao, mình sẽ có một cái duyên khác. Chính xác. Rồi em cũng vậy. Cũng có thể là hiện tại trong lòng em đang nuối tiếc. Cái đó chỉ có một mình em mới hiểu được em đang nghĩ gì thôi. Đúng không? Dạ. Em chỉ đâu hiểu được em. Em là một người cũng khá là khó đoán. Đây là những khoảnh khắc rất ngắn ngủi trên sân khấu, trong chương trình. Chúng ta hãy trải nghiệm, hãy sống thật với cảm xúc của mình và hãy đưa ra những quyết định đúng đắn để chúng ta không có một cái gì để nuối tiếc cả. Và chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Dạ, cơ hội thật sự sẽ đến với hai bạn nha. Cảm ơn đã tham gia chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cảm ơn chương trình. À, mặc dù các bạn ấy đã không bấm, Tường rất là bất ngờ vì Tường nghĩ rằng hôm nay là mình đã ghép đôi cho một cặp đôi rất là xứng với nhau. Nhưng vậy mà kết quả rất bất ngờ quý vị ạ. Đó là những cung bậc cảm xúc trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chúng ta không đoán được và những điều bất ngờ vẫn có thể xảy ra vào phút cuối quý vị nhé. Bây giờ thì các Tường xin chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Trời ơi tuyệt vời. Rồi. Ai cũng chu đáo hết trơn ha. Ngon lành chưa? Rồi. Giờ còn chần chờ gì nữa? Mời hai cô gái xinh đẹp bên nhà gái của tôi. Chà, phong cách rất là Tây Âu nha. Một trang phục và cái áo giống như một cái party sim, đôi giày nó hay lắm. Bây giờ chúng ta đến với phần đầu tiên, đó là giới thiệu về bản thân. Mời chàng trai ngồi ghế đỏ giới thiệu trước. Em tên là gì? Em tên Thuận, quê Bình Định, sinh năm 1988. Công việc hiện tại em làm ở thành phố Hồ Chí Minh, là chuyên viên bất động sản của tập đoàn Hưng Thịnh. Bình Định vô đây lâu mau rồi? Dạ em vào đây khoảng 3 năm rồi. Mới 3 năm thôi hả? Hèn chi vẫn còn giống giọng Bình Định nguyên si ha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em thì em thích ca hát, thích xem phim, đi du lịch, phượt. Đi phượt được tới những đâu rồi? Dạ em phượt từ Bình Định vào đây bằng xe máy luôn. Wow, đi bao lâu tới từ Bình Định vô đây? Dạ từ Bình Định là sáng khoảng 4 giờ đến xuất phát thì khoảng 8 giờ, 7 giờ tới. Trời ơi, chạy một hơi từ Bình Định vô luôn. Dạ, ý là khi mà đi một mình ấy, còn bình thường mà nếu đi chơi thì thời gian nó dài hơn. Và rất thích nấu ăn, hồi giờ là thích nấu ăn cho người yêu hơn. Hồi giờ thích ăn cho người yêu. Dạ. Mà đã nấu ăn cho người yêu chưa? Dạ có rồi. Dạ có rồi. Nấu rồi mà người yêu vẫn bỏ. Nấu rồi mà người yêu vẫn bỏ. Trời ơi buồn ghê chút xíu nữa mình sẽ nói tới chuyện trường đường đó. Chưa biết ai bỏ ai. Chưa biết ai bỏ ai đâu. Điểm yếu mình là gì? Dạ điểm yếu của em là hay quên. Không có tật xấu gì nhưng mà nhậu thì ít thôi. Mấy lon? Em mấy đô chắc khoảng chục lon. Trời ơi chục lon mà ít. Chắc khoảng chục lon rồi hả? Khoảng chục lon, ok. Đó là thông tin của bạn trai ngồi ở ghế màu đỏ. Ngồi ghế màu đỏ giới thiệu về mình đi nè. Em chào anh Hứa Minh Đạt.
Em chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thanh Thảo. Năm nay em 31 tuổi. Em đến từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng mà em sống và làm việc ở Sài Gòn thì khoảng 13 năm rồi. Hiện nay em đang là chuyên viên tư vấn về tài chính và bảo hiểm của công ty bảo hiểm Nhân Thọ. Dạ, hôm nay em tới với lại nguyên cả công ty em. Dạ, hỏi chị em ạ. Hỏi chị em của em luôn hả? Hai bạn nghe cũng giống giống nhau ha, toàn chuyên viên tư vấn. Điểm mạnh miếu em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em cũng có một chút về gu thẩm mỹ, với lại em cũng thích trang trí nhà cửa. Nói chung là em thích đẹp á. Có thể tả sơ về căn nhà cho anh coi được không? Nhà của em thì tông chính sẽ là màu hồng. Wow. Xám ạ. Thì em sẽ bố trí cái ghế đọc sách, rồi không gian coi tivi và bếp nút vậy. Ôi, anh tưởng tượng là mọi người phụ nữ thích màu hồng mà ăn mặc lại có cá tính gì vậy hả? Em có một quy tắc đó anh, là mặc đồ không màu hồng. Mặc đồ không màu hồng nhưng dạ, căn nhà lại trang trí màu hồng. Đúng rồi. Lý do kỳ. Tại vì màu hồng nếu mà không khéo thì nó lại bị sến á. Quần áo thì đa số em làm màu tối thôi. Wow, rất là người phụ nữ rất là có gu. Em thì thích đi du lịch, thì hầu như là ở Việt Nam thì cũng có thể là từ Nam ra Bắc. Em cũng đi nhiều nước ở Đông Nam Á và Châu Á. Dạ, thì cái mục tiêu của em là làm việc và đi du lịch, cho nên đó lý do em ở. Sao? Đó là điểm mạnh em à? Dạ. Trời ơi, hiếm có người phụ nữ nào khoe cái điểm mạnh gì lắm ta. Rảnh rỗi thì em hay đọc sách, thỉnh thoảng thì em vẽ tranh, lâu lâu em rủ họ bạn đi đạp xe. Đi đạp xe? Dạ, đạp xe, đi dạo phố rồi ăn uống gì đó bằng xe đạp á anh. Wow. Dạ. Với lại thường là em cũng sẽ đi trekking, đi leo núi với họ bạn của em. Trời ơi, bên kia cũng đi phượt đồ. Thấy có vẻ hợp gu đó. Điểm yếu thì em hơi cầu toàn á. Tại vì em thích đẹp á, thì cho nên là em sẽ thích mọi thứ được chỉnh chu. Thì đôi lúc có những cái mà mình nhờ người khác làm, người ta không làm ý mình á, thì mình có hơi khó chịu á. Với lại điểm yếu của em là hơi trễ giờ. Hơi trễ giờ. Dạ, ví dụ như hẹn 7 giờ thì chắc 7 giờ 15 em mới có mặt. Đó là những thông tin rồi của cô gái ngồi ghế màu đỏ. Rồi, mời chàng trai ngồi ghế màu xanh. Dạ, em tên là Nguyễn Hà Nam, năm nay em 33 tuổi. Em đang là lập trình viên, em đến từ Bình Phước. Hiện tại đang sinh sống ở quận Thủ Đức. Mình vào đây vậy là được bao nhiêu năm rồi? Em vào đây được 15 năm rồi. 15 năm rồi? Dạ. Xác định ở đây luôn? Dạ, thì mục tiêu thì khoảng 35-36 tuổi thì... Bây giờ ba mấy rồi? 33 rồi? Dạ. Là còn 34 năm nữa à? Bây giờ mua được cái móng chưa? Mua được khúc nào rồi? Mua được cái nền. Dạ. Mua chưa? Còn là anh ngờ bây giờ là dạ, được rồi. Mua móng cái nền ở đâu vậy? Mua ngoài Vũng Tàu thì mình đầu tư. À, cái đó là đầu tư thôi. À. Mai mốt lời bán mới mua thành phố. À, đất nền thì nó khoảng 100 mét vuông. 100 mét vuông. Hồi đúng đó mua nhiêu? Giờ tôi định giá bán luôn trên sóng luôn nè. Mua 1 tỷ. Mua 1 tỷ. Dạ. 100 mét vuông. Dạ. Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ. Trời, bây giờ tỷ rưỡi ai mua không liên hệ Cát Tường. Thiệt, trời ơi, có thông qua cò luôn hả Tường? Không ăn tiền cò. Hay quá à. Bà Mai không được. Ăn tiền cò dạ, tỷ rưỡi bán không? Không chị, không chị. Chứ bao nhiêu mới bán? Chờ lên 2 tỷ rồi bán. Chờ lên 2 tỷ mới bán. Dạ. Ghê ghê ghê, đầu tư kinh doanh quá. Tự nhiên con có miếng đất 2 tỷ mặt đẹp trai lên liền ha. Mặt sáng liền. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em là người hòa đồng, vui vẻ, thích kết nối với mọi người. Em cũng thích chơi thể thao, biết lắng nghe, chia sẻ. Còn nhược điểm của em thì là nó nhỏ, gặp người lạ thì ít nói. Chị đâu có lạ đâu, có mặt chị quen quá trời lạ gì. Dạ. Nói lớn lên nha. Dạ. Hòa đồng là sao cũng được. Mà sao cũng được là mua 1 tỷ bán 1.5 tỷ được rồi. Mua 1 tỷ bán 1.5 tỷ được rồi. Bằng. Sao cũng được, mua 1 tỷ đòi bán tới 2 tỷ. Chán ghê vậy. Cái đấy hòa đồng quá là gì? Quá. Hòa đồng vừa vừa thôi chứ đừng hòa đồng quá. Tự tin chưa cô gái? Cô gái ngồi ghế màu xanh của tôi. Dạ, chào anh Hứa Minh Đạt ạ. Uh-huh. Dạ, chào chị Cát Tường ạ. Uh-huh. Dạ, chào hai bạn trai ạ. Em tên là Võ Thị Đợi. Võ Thị gì? Đợi. Đợi chờ quá ha. Năm nay em 30 ạ. Hiện tại em đang là giáo viên mỹ thuật, tức là sẽ dạy vẽ và dạy làm các đồ thủ công cho các đứa trường mầm non. À, dạy trẻ con từ 1 đến 6 tuổi. Dạ. Quá. Phải kiên nhẫn lắm em ha. Dạ, em ở Quảng Ngãi. Em vào Sài Gòn từ năm 2013. Chính năm. Gần bằng anh ghế xanh á. Có 2 tỷ chưa? Không chị, không có. Rồi, giờ điểm mạnh điểm yếu nè. Điểm mạnh của em khiếu tay. Như là em sẽ biết nấu ăn, em sẽ biết vẽ, em sẽ biết làm các đồ thủ công. Thường thường rảnh rỗi thì em cũng có chạy bộ, em cũng có tập yoga. Điểm yếu của em thì
Em cũng không buồn, có nhiều lúc cũng hơi tự ti về bản thân một tí. Tại sao phải tự ti bản thân? Em tự ti điểm nào bản thân mình? Tại vì giống như là nhiều khi em cũng có tính cầu toàn, làm một cái công việc gì đó mà cảm giác giống như là mình làm mà mình làm không tốt á, nhiều khi giống như là bị dồn lại cảm giác bị thất vọng của bản thân. Lúc đó em sẽ bị tự ti về bản thân. Có những lúc trong những giai đoạn người ta cũng sẽ bị stress, bị căng thẳng, bị tự ti. Thế mình ngồi mình gạch những cái đầu dòng, lấy cái viết cái bút ra gạch gạch những cái đầu dòng mình cần cái gì, mình tự ti về cái điểm nào, mình gỡ rối từng việc từng việc từng việc một, nó sẽ thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyện tình trường để coi coi các bạn có cái kinh nghiệm gì trong tình yêu hay chưa. Bây giờ chàng trai ở cái màu đỏ. Em trải qua ba mối tình. Ba mối tình. Mối tình đầu là mối tình học trò. Chỉ được là đơn lâu? Phương thôi. Đơn phương thôi hả? Dạ đơn phương, nhưng mà từ cấp 2 đến cấp 3. Trời cũng dài dữ ha, mấy năm trời ha. Còn mối tình thứ hai thì gắn bó hơn 2 năm. Cũng dẫn ra mắt hai bên. Cũng định cưới nhưng mà do bạn đó gọi là tính cách hơi trẻ con, kiểu như giận dỗi là nhắn tin là chia tay. Thì lần đầu thì mình xin lỗi, thì lần thứ hai, lần thứ ba, vậy xong lần thứ ba em im vô luôn, chia tay luôn. Chia tay một phần là bố mẹ họ đã không thích mình, với lại em không muốn người đó trưởng thành tí. Mối tình thứ ba của em thì chỉ là cho nhau cơ hội nhưng mà tìm hiểu như một tháng nhưng mà không hợp. Nói chung là bạn đó cũng dẫn ra mắt em hết rồi, giới thiệu bố mẹ hết tất cả luôn á. Vậy được trời rồi. Có một tháng trời mà. Nhưng mà bạn ấy nhanh quá, em thấy mình kiểu như chưa gì mà nhắn kêu như tết em gì á là mời em đi dỗ luôn. Có gì, ủa trời có gì trời, tình yêu thời đại. Lần. Ủa bình thường, gặp nhau một lần mà người ta mời đi về nhà ăn đám dỗ gia đình là người ta quá nghiêm túc đàng hoàng rồi. Em sai. Đàng hoàng nhưng mà em thấy nghĩ là nếu mà quen nhau thì chẳng giống như từ từ, tại chưa gì mà ra mắt gia đình em cũng mới đâu có ra mắt đầu. Cái gì đâu, ta mời về chẳng có một cái cơ hội về nhà bạn bè cũng về nhà ăn dỗ gia đình được vậy. Tại em nghĩ nhiều quá đó. Người ta có nói em cưới mà ta sao? Không có kêu ta cưới em không? Dạ không. Em nghĩ quá xa, dồn dã quá. Em là hơi, tôi thấy không được rồi đó, tôi thấy không được rồi đó. Hơi gọi là phong kiến cổ hủ và lạc hậu. Dạ em đâu cô hủ. Không phải, sợ bị dính bẫy. Bẫy gì? Tự nhiên sợ bị dính bẫy tiên vừa về. Xong nói chung là xả quá đúng không em? Ý là mình yêu đã bị bỏ rồi, sau này mình cũng sợ nữa. Rồi em nói lời chia trời tay luôn. Trời ơi là nói trời, chung em tình yêu mà cái gì giống cũng sợ. Chia tay nhưng mà ý là tại vì em nói thôi để chú tâm vào công việc của mình trước. Theo em là giờ bao lâu thì mình mới đám cưới? Em nghĩ là một năm. Một năm. Rồi bao lâu mới được rủ về nhà? Dạ nếu mà tôi về tôi khó tính lắm, dẫn về nhà càng tốt thì càng sớm. Vậy sao người ta rủ mình về nhà mà tôi vẫn còn cay cái vụ đó nha? Tại vì em không có cảm xúc với người đó nữa. Thì phải cho rõ là tại mình không có cảm xúc. Có cảm xúc là mình xúc trước rồi phải không? Cho tôi hỏi một câu nữa, mà rốt cuộc lúc đó có đi ăn đám dỗ không? Dạ không. Dạ không. Không luôn. Trời đất ơi, là có vụ người ta mời mà không có đi. Và bị tuột mút rồi, mất cảm xúc. Muốn kiếm người bạn gái như thế nào nè? Ngoại hình thì dễ nhìn, những nơi mà quan trọng hay là đi bạn bè thì mình ăn mặc gọn gàng. Mặc đồ hơi sexy chút xíu được không? Dạ được. Có xăm bông xăm hoa chút xíu được không? Dạ bình thường chị, tại vì em cũng có xăm. Em xăm đâu vậy? Rồi dạ, em xăm trên ngực thôi à. Hình xăm chỉ là trái tim dưới chim bồ câu bay. Có khắc tên ai không? Khắc tên em thôi à. Đàn luôn hay một con? Đàn. Xăm đàn chim luôn. Dạ. Một đàn chim gấp trái tim bay đi. Rồi tình yêu em sao? Dạ em có 3 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên thì em quen anh đó chắc được 1 năm, anh đó lớn hơn em 7 năm tuổi. Thì em với anh đó cũng dự định là em ra trường sẽ kết hôn. Nhưng vì một số lý do cho nên là em với anh đó không đến được với nhau, cho nên là chia tay. Vì một số lý do thời tiết. Ví dụ hay như lý do tôn gì? Giáo ạ. Mối tình thứ hai thì nó cũng kiểu yêu xa thôi anh. Hồi lúc là cùng ở Sài Gòn nhưng mà sau đó bạn đi du học. Thì cho nên là em thấy cũng không có tiến triển không được. Không tiến triển luôn, yêu xa. Còn mối tình sâu đậm nè. Mối tình sâu đậm thì em quen 7 năm rồi. Wow. Bao lâu? 7 năm. 7 năm mà sao không cưới vậy trời? Thật ra là lúc đó tụi em quen nhau là thời sinh viên đó chị. Cho nên là sau đó thì đi ra mỗi người sẽ có một công việc riêng. Với lại em thì em muốn kết hôn nhưng mà bạn có thể là bạn còn lo sự nghiệp á. Em với bạn thì vui vẻ thôi, vui vẻ chấm dứt. Và bây giờ vẫn thỉnh thoảng cà phê chung với nhóm bạn chứ không có ghét nhau gì hết. Trong một mối quan hệ nghiêm túc thì em dự định bao lâu thì sẽ tiến tới hôn nhân?
Em thì ví dụ như quen nhau 1-2 tháng mà thấy hợp cưới luôn cũng được. 1-2 tháng mà thấy hợp cưới luôn cũng được. Ông kia không sợ nữa. Đừng có rủ ông về nhà sớm nha không. Ông kia không sợ nữa. Rớp rẻn quá ông sợ á. Sợ, né, nói né. Gì cho chứ. Rồi sau đó là còn mối tình nào nữa không? Dạ không. Do em sau khi chia tay thì em tập trung vào sự nghiệp nhiều quá. Rồi. Cho nên là em không có thời gian. Với lại yêu lâu quá cái bị lười á chị. Rồi, không giờ mà. Muốn tìm người như thế nào là giới thiệu đi nè. Mẫu hình lý tưởng của em là bạn nam cao hơn em tầm khoảng 1m72-1m75. Em thích con trai có nụ cười đẹp á. Trời, bên kia này cười đẹp quá trời. Wow, bầy chim bay con. 2 tỷ đẹp ha, bên chim bay tên 2 tỷ đẹp phải sợ. Người đàn ông đó phải suy nghĩ chín chắn một chút. Thích đàn ông nó ít là nhiều hơn. Hy vọng ngày hôm nay em sẽ tìm được một nửa của mình. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chàng trai 2 tỷ. Chàng trai 2 tỷ. Nụ cười đẹp kìa. Em có mấy mối tình rồi? Em nói lớn lên nè. Mối tình nào khả? Hả? Dạ. Lo gì? Chưa trải qua mối tình nào hết. Giỡn hoài chắc. Yêu đơn phương? Yêu đơn phương thì có nhưng mà chưa có chính thức ạ. Có theo hai bạn mà theo mỗi bạn được 2 tháng thì hai bạn không đồng ý với em. Là có tỏ tình luôn mà người ta không đồng ý. Dạ. Cũng hẹn gặp được 2-3 lần gì đó. Mà bạn cũng bảo không hợp nên muốn chia tay. Chắc em nhạt quá chứ gì. Dạ cũng là. Từ đó tới nay bao lâu rồi? Cũng 5-6 tháng rồi. Mới 5-6 tháng này thôi. Dạ. Còn nguyên cái tuổi thanh xuân của em làm gì không có bộ? Chắc tại ham chơi á. Em chơi cái gì? Nhạt gái á. Thì em chơi game. Trời. Bây giờ nếu có bạn gái thì mình sẽ làm gì cho bạn gái? Dẫn đi du lịch. Thì dẫn đi ăn rồi coi phim. Đáng quá. Trời. Dẫn đi du lịch làm gì? Thì chuyện riêng của hai người. Chuyện riêng của hai người. Chuyện riêng của hai người. Dẫn đi du lịch để hai đứa chơi game. Rồi ông biết làm chuyện riêng không? Sẽ có kinh nghiệm hay sẽ có kinh nghiệm, chưa làm sao có kinh nghiệm. Thì ai cũng phải mới mà chị. Nhưng mà em mới nhưng mà người ta đâu chắc gì người ta đã mới. Thì họ hướng dẫn mình thôi. Họ hướng dẫn mình có đóng học phí không? Trời ơi, em nhiều khi có khi học giỏi quá được thưởng. Học giỏi quá được thưởng. Biết nói chuyện học giỏi được thưởng đi án nha cưng. Trời ơi, còn Nguyên nó trời ạ. Thôi tôi sợ mấy cái ca này lắm, nghe tôi mà nghe trai mà chưa có bạn gái hóc hát tôi nổ hết trơn vậy. Chết thiệt không á. Rồi bây giờ muốn tìm người như thế nào nè? Quan tâm đến em. Có biết lắng nghe chia sẻ. Rồi có định hướng ở Sài Gòn này. Mình có hào hoa phong nhã không hay là keo kiệt bủng xỉn? Tôi hỏi thẳng vấn đề tại vì ba mấy tuổi mà chưa có bạn gái. Đi ăn ai trả tiền? Em trả tiền. Đi du lịch ai trả tiền? Thì tùy chuyến đi đó thế nào. Ủa em rủ người ta đi mà. Tùy là thấy mà đúng rồi đó. Em rủ mà. Trả tiền. Em trả tiền. Dạ. Hay là hùng? Hùng đi vậy. Hùng đi vậy. Hùng hả? Hùng hả? Trời ơi bà. Mới nói em trả tiền giờ hùng. Trời ơi là hùng trời. Hùng đi thì nó dễ. Có tiền hùng không? Dạ. Đi du lịch không em? Vui lắm. Dạ, có người rủ đi du lịch. Cũng muốn đi du lịch á nhưng mà chưa hùng. Ai rủ. Có hùng. Hùng. Thôi bây giờ nè, chuyện tình yêu em đi nè. Dạ em thì em có 7 mối tình nhưng mà. Bạn biết chi? Nghe ghe lại. Cái gì? Em thì em có 7 mối tình nhưng mà. 7 mối tình nhưng dạ. Mà. Đúng rồi. 7 mối tình nhưng mà sao? Nhưng mà trong đó thì yêu song phương là 3 mối tình. Dạ có một mối tình là em đương phương người khác, còn lại là người khác thích em. Cái mối tình đầu là cái mối tình do làm em bị tổn thương nhiều, cho nên là thật sự em bị thất vọng nhiều quá. Mối tình đầu thì rất là nhanh và em vô tình là người thứ ba mà em muốn biết. Cái mối tình nó kéo dài bao nhiêu lâu em mới phát hiện em là người thứ ba? Tầm 2 tháng thôi. Từ sao mình phát hiện ra được? Tại vì mọi người đều chơi chung một hội á chị. Xong rồi thì hoạt động chung thì đi thì gặp nhau thôi. Rồi. Em là người chủ động không nói gì hết, em nhận. Đơn phương là cái anh chàng đó có biết em yêu đơn phương không? BBK vui trọn vẹn ấm tình thân. Sau này em có nói thì anh cũng kêu thì anh có biết nhưng mà anh coi em là em gái thôi. Là cái giai đoạn đó là sau mối tình đầu. Cái mối tình là gần đây nhất là bạn của em. Hầu trước tìm hiểu nhau khoảng 3 tháng. Quen biết nhau lâu rồi. Giai đoạn sau này em có gặp lại bạn thì em biết là bạn thích em. Sau đó em quyết định là cho hai đứa cơ hội để tìm hiểu nhau. Nói chung là cũng không vượt qua được cái khoảng cách địa lý. Kiểu như là hai đứa đều công việc ở hai nơi khác nhau. Em là quyết ở trong này, bạn kia đã ở ngoài quê. Dạ đúng rồi. Yêu xa. Cho nên là quyết định dừng lại. Dừng lại luôn.
Vậy bây giờ em muốn tìm người như thế nào nè? Trưởng thành, để em có thể tin tưởng được, tạo cảm giác an toàn khi ở bên cạnh. Thế bảo vệ em. Dạ đúng rồi, tại vì em cũng cảm giác mình cũng hơi kiểu hơi rụt rè hơi nhé. Cao hơn em là được. À. Thôi, bây giờ mình hỏi ý kiến của năm người phụ nữ như kia đi. Chào các anh chị, em tên là Nguyễn Thị Nga. Em là bạn của chị Thảo bên kia. Dạ, tụi em là đồng nghiệp luôn ạ. À, rồi là trong công ty tư vấn bảo hiểm á. Dạ, đúng rồi ạ. Mà theo ý kiến của em thì là sẽ không có chọn ai hết. Sẽ không có chọn ai hết. Rõ ràng, mạch lạc. Rồi, mời bạn kế bên. Em cũng cảm thấy là cũng không chọn hẳn anh nào. Mời bạn kế bên. Tiếp nè. Nếu mà phải chọn một người thì em thiên về anh màu xanh hơn. 2 tỷ đi, ok. Mời em. Em nghĩ chắc hai anh này không hợp với chị Thảo. Là không chọn ai hết? Dạ, không chọn ai hết. Rồi, mời tới em. À, theo tính cách và quan điểm của Thảo á, thì em thấy hai này không phù hợp với Thảo. Cảm ơn bên họ nhà gái nha. Thật ra đó là ý kiến để cho những người chơi có thể tham khảo, và lại cho khán giả đang xem chương trình có cái ý kiến thêm tham khảo cho vui thôi. Còn đương nhiên mỗi người đến đây người ta sẽ có tự có cái chính kiến, bởi vì tình yêu là nó cảm xúc, và cảm xúc thì không ai điều khiển được, không ai có ý kiến được. Nghe bình luận em không muốn mở cái này luôn á. Hả? Nghe như bình luận em không muốn mở luôn. Mở đi. Mở cửa trái tim. Anh có cái thật sự. Dạ, cảm ơn anh. Đó. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn. Bạn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn quá. Hồ. Em thì em không có biết là ai là người phù hợp khi chưa trò chuyện, nhưng mà em sẽ tặng cho cái người mà cùng màu vố coi như là cái duyên. À, trời ơi, quá tử tế. Quá tử tế Thảo ơi. À, đọc coi cái tựa gì vậy? Dạ, Muôn Kiếp Nhân Sinh. Muôn Kiếp Nhân Sinh. Wow, em thích đọc sách ha. Thích đọc sách là hợp rồi đó ha. Thấy hợp gu rồi đó ha. Dạ, em cũng có một món quà. Và em cũng tặng cho người cùng màu ghế với em. À. Dạ. Rồi qua tặng đi rồi. Em. Rồi cái màu vàng màu hồng trên bàn là cái gì vậy? Dạ, tấm thiệp hồng trên bàn. Cái đó là... À, cái đó tính sao hả? Cái hoa này em tự làm nó có ý nghĩa riêng. Ý nghĩa gì? Dạ, thì cái hoa đó là màu tím. Với lại nó bọc ở ngoài một cái vải màu trắng. Cái màu tím, sự trung thủy của màu trắng là cái sự tinh khôi. Thì em nghĩ là nó hơi gần giống với em. À. Còn cái màu xanh, xanh lá ở bên ngoài là em hy vọng là cái này là sẽ có một bạn nam bảo bọc em. Wow. Dạ. Bạn ấy học mỹ thuật cho nên là một cái món quà cũng rất là có giá trị nha. Dạ, em cũng tặng khán giả, tặng hai bạn gái nghe cái bài hát Vì Ngọc Đôi Môi. Khi thời gian đứng yên lại, qua điên dài, ôi chiếc hôn đầu, giữa hai thề để mơ ngày ngất, đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vật đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời. Dù phải chiêu trầm lưng muôn nghìn kiếp, vẫn yêu một mình em thôi. Ai, quá tuyệt vời. Tới bên em. Dạ, em xin hát bài Hơn Cả Yêu. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngàn sóng, vượt qua đại dương, vượt qua cả những nỗi đau. Quên rồi. Chị từ nãy giờ cứ nhìn nặng mấy tỷ rưỡi đi là thành công lên chương trình ngày hôm nay thôi. Rồi, mời hai em gái. Dạ, em xin hát một đoạn trong ca khúc Cảm ơn tình yêu của Yên Linh. Rồi, cảm ơn tình yêu. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm như mai. Là trong cái đó là viết lời bài hát đó hả? Đâu có. Em không thuộc. Sao rồi, em một đêm nhớ mãi hừ hừ không? Dạ không, em cầu hôn luôn. Cầu hôn luôn, bài hát mang tên gì à? Dạ cầu hôn. Cầu hôn luôn. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng.
Trên tay em cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thế. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc, chờ anh em nhé. Em sẽ đến bên anh và nói, nếu mà có duyên thì em sẽ nói tới câu tiếp theo ạ. À, cảm nhận của hai bạn? Em cảm nhận bạn gái rất xinh và cũng có một quan điểm cũng phù hợp với em. À, cũng đi chơi, đi phượt, đi đạp. À, cho mình hỏi Thảo có quan điểm gì về tình yêu không? Em cảm thấy là em thích cái sự gọi là chia sẻ. À, đúng rồi. Có nghĩa là em thích cả hai người cùng làm, đúng, cùng kiếm tiền và cùng cùng tận hưởng cuộc sống. Nhưng mà có điều là em vẫn thích người bạn trai của em phải thể hiện được cái sự mạnh mẽ và bản lĩnh hơn em, để em cảm giác là em có thể tin tưởng em giao cuộc đời của em cho họ được, em giao cuộc đời của em cho họ được. Em xin phép hỏi hai anh luôn ạ. Hai anh thích mẫu người phụ nữ như thế nào trong hôn nhân? Anh thì thích người hiện đại. Anh mặc như thế nào nó phù hợp cái môi trường mình đi chơi? Mình thì mình thích người phụ nữ của gia đình, có thể chăm lo việc nhà tốt. Ví dụ như là công việc trong gia đình á, thì các anh có chủ động giúp vợ hay không, hay là phải để vợ nhắc mình giúp? Em thì thích được nhắc hơn là tự nhắc, tại em nghĩ là như vậy nó vui hơn. Trong khi em muốn người phụ nữ thì ở nhà là lo chăm sóc gia đình, lo cho chồng cho con, còn phụ thì em phải đợi người ta nhắc. Dạ. Vậy thì chắc em làm cha người ta quá à. Chắc em làm cha người ta quá à. Thì nhắc thì em làm thôi. Còn em trả lời kìa. Ý là mình tự làm thôi. Ý em là để nó vui thôi chứ không phải là em không làm. Trời ơi, mà mỗi lần nhắc là quạo á. Nhắc đâu có vui, nhắc là quạo. Tự làm mới vui, nhắc không, là quạo. Phụ nữ thì họ có cách nhắc thế nào vui chứ không phải là quạo. Trời ơi, không vậy là tại vì em là em mới trên sách vở thôi, chứ em chưa có va chạm thực tế. Nhắc cái gì? Tình yêu có những cái phải tự làm nha, chứ nhắc là quạo đó. Nhắc cái gì? Như ở nhà anh à? Đâu, ở nhà 2, 3, vô. Ở nhà anh, vợ anh không bao giờ dám sai anh lau nhà, không bao giờ dám sai anh nấu cơm. Đúng. Không bao giờ biết sai anh dọn dẹp nhà cửa, không có sai gì hết á. Chỉ cần liếc một cái thôi là anh làm hết. Liếc một cái thôi là anh làm hết. Trời ơi, không có sai anh gì hết á, thiệt. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thử cảm xúc với nhau đi. Hai chàng trai hãy lần lượt qua và xin phép được nắm tay hai cô gái, để chúng ta đo cái cảm xúc của bản thân, rồi về vị trí chúng ta quyết định có chọn hẹn hò với nhau hay không. Em có biết cái bài hát Vì Ngọt Cơm Ngon Có Ý Nghĩa gì không? Tại vì anh chọn cái bài hát này giống như cái muốn chọn một cái tình yêu ngọt ngào nhưng ít cây đắng. Mình giống như mình sẽ ngọt với cái nụ hôn. Rồi, mời em. Còn chờ gì nữa? Thực ra thì đến chương trình mình xác định có hẹn hò được hay không thì mình vẫn là bạn. Dạ. Hy vọng sau chương trình này mình có thể gặp nhau, có thể làm bạn ha, rồi mình đến cà phê trao đổi thông tin. Cảm ơn em. Dạ. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Bây giờ là cái khoảnh khắc này quyết định rồi, quyền của các bạn nhé. Nhiệm vụ của chúng tôi đến đây là hết. Còn cơ hội của các bạn có muốn nắm bắt hay không là quyền của mình. Cho đối phương cơ hội cũng là cho bản thân cơ hội. Và không cần lịch sự, thích mới bấm, không thích có quyền không bấm. Chứ không có phải lịch sự, mà đã bấm là phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm đó. Rồi mời các bạn đặt tay vào nút bấm bên hông cái ghế của mình. Nếu mình thích cái người nào ngồi ở ô ghế nào thì bấm mạnh vào cái nút cái ô ghế đó nha. Rồi mời các bạn nhìn thẳng về phía trước và nhắm mắt lại nghe hiệu lệnh của anh Đạt. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Mời các bạn hãy hướng mắt về phía trước và nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5
cái màu tím đó, sự trung thủy, còn màu trắng là cái sự tinh khôi đó. Thì em nghĩ là nó gần giống với em. Còn cái màu xanh, xanh lá ở bên ngoài là em hy vọng là cái này là sẽ có một bạn nam bảo bọc em. Hy vọng sau chương trình này mình có thể gặp nhau, có thể làm bạn hay là gì đó, được phép trao đổi thông tin. Cảm ơn em. Thảo có quan điểm gì về tình yêu không? Em cảm thấy là em thích cái sự gọi là chia sẻ. Đúng rồi. Có nghĩa là em thích cả hai người cùng kiếm tiền và cùng tận hưởng cuộc sống. Nhưng mà có điều là em vẫn thích người bạn trai của em phải thể hiện được cái sự mạnh mẽ và bản lĩnh hơn em. Ba. 2. Thực ra thì đến chương trình mình xác định là có hẹn hò được hay không thì mình muốn là bạn. Dạ. 1. Dạ. Bấm mặt. Bấm đi. Hết thời gian. Đầu tiên là rất là tiếc vì ngày hôm nay sẽ không có một cái cặp đôi nào ghép đôi ngay tại sân khấu của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Tuy nhiên là Tường cũng muốn phỏng vấn các bạn. Trước tiên là tại sao em không bám ai hết? Dạ, em thì kiếm một người phụ nữ vui vẻ. Có vẻ truyền thống một xíu, phù hợp với phụ nữ gia đình. Dạ. Vậy đây là chưa có ai phù hợp với mình. Dạ, đúng rồi. Rồi, còn với em, cảm xúc hiện tại của em như thế nào? Nói chung thì cũng không có buồn gì vậy. Mình đã làm hết những cái gì dạ, mình cần làm. Tại nhiều khi mình nói trên này nó không hết được. Và nó không hiểu nhau nữa. Thì tốt nhất thì mình cho nhau ra. Nhưng mà chị vẫn thích em. Nghĩa là mình thích thì mình cứ làm thôi. Mình làm theo đúng cái gì mình thích thôi. Đúng không? Chứ không phải là vì năm cô nàng dưới kia nói không hợp không hợp thì mình lại không bấm. Cho nên là chị rất thích em ở chỗ đó. Tại sao em không quyết định không bấm nút chọn? Em cũng thấy là đang chưa đủ để bấm. Chứ có anh nào có thể là nhưng em mà, cảm thấy được bảo vệ. Nhưng mà chị vẫn khuyên em một câu là phải tự tin lên, yêu thương bản thân mình thì cái năng lượng đó nó tươi sáng, nó tích cực á, nó mới tỏa ra được bên ngoài. Rồi còn cô gái xinh đẹp này của tôi sao cảm xúc chưa đông đầy phải không? Nghe năm cô bạn dưới kia nói thôi nên thôi đúng không? Suối luôn, nghe lựa bạn suối đúng không? Dạ không, thật ra thì bạn em thì ý kiến của bạn em, nhưng mà do là trong quá trình giao lưu thì ý là anh nó nhỏ quá thì đó là cái em không có cảm nhận được nhiều thứ. Em chỉ cố gắng làm sao cho đủ câu chuyện thôi, cho nên là trái tim em thì chưa có cảm giác được. Đúng rồi. Em cảm thấy là cũng có duyên gặp thì có gì thì sau này mình có thể làm bạn hoặc là thêm một mối quan hệ trong cuộc sống thì nó cũng tốt hơn. Kính thưa quý vị, mặc dù ngày hôm nay như chúng ta cũng đã thấy rồi là không có một cặp đôi nào được kết đôi tại chương trình, tuy nhiên thì Tường cũng xin thay mặt cho chương trình chúc tất cả các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe, thành công trong sự nghiệp của mình và sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương. Tôi chỉ khuyên các bạn là phải yêu đi, nhất là cái anh đó đó, phải yêu đi, bởi vì tuổi trẻ mà không yêu là nó sẽ phí hoài tuổi trẻ. Phải yêu thì mình mới cảm thấy cuộc sống này nó đẹp, yêu đời con người mình mới tươi mát, con người mình nó mới cởi mở. Còn những người mà không yêu, con người nó cau có, nó khó chịu, nó cáu gắt, nó đủ thứ hết trơn á. Yêu đi nghe chưa? Yeah. Bán miếng đất lấy tiền 2 tỷ yêu đi. Và xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm của chúng tôi không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng cho các bạn. Và đối với cặp đôi thất bại, các bạn đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà, đó chính là gói premium của ứng dụng Speak Couple. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, các bạn sẽ được tư vấn bởi ông Mai và mối rất là duyên dáng nha. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple nha. Có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Quý vị thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó là vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên kênh YouTube MCV Media. Và một lần nữa cảm ơn ứng dụng hẹn hò và những lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.